xuống đây, ngồi ọc xuống đây. Giỏi quá đi, giỏi quá. Chị như thế á,
Chắc là bé của mẹ. Đây mà coi. Con đứng một tí nhé. Mình đứng một tí nhé. Xuống đây, ngồi ọp xuống đây. Muốn đứng chiếc á? Ơ chứ mình ăn bánh kẹo là ăn bánh kẹo. Đây, đây, đây. Đây nè. Đây nè. Đúng rồi. Ngon không? Ngon lắm đó. Món mồm chữ đúng rồi. Nhưng đúng rồi, nhum nhum nhum. Ngon quá đi thôi. Nhìn. Đây mà. Đúng rồi. Nó á. À, con no rồi. Ơ dạ vâng vâng, mẹ sẽ bế em đi chơi nhớ. Ngon quá. Có đàn lợn đẹp lắm rồi xem nào. Ở trong này nghe. To thế nào đấy? To. To rồi này. Con chắc kiến rồi này. Lợn đẹp đấy. Ít, 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 ít. Bán đàn trắng rồi.
Đấy làm cháu nhá. Mình bán bao nhiêu tiền một con này? Mỗi con này? Mình bán 800 một con. 800 à? Vâng. Tám trăm thì con bé chắc không bắt được đâu, bắt mấy con to thôi. 800 thì cả đàn bé ấy. Cả đàn tất à? Vâng. Đây là nguyên đàn trắng này. Vâng. Đàn trắng hết à? Vâng. Thôi rồi, xem bắt đi. Vâng. Để em lấy đàn đèn. Ở trong à? Anh ấy kê gai này. Nhiều cái gai lắm.